Nhà chức trách Việt Nam đã chấp thuận mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 16 tháng 2. Thông tin này được công bố ít ngày sau khi Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 15 tháng 2. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân số trưởng thành để nhanh chóng thích nghi với điều được gọi là bình thường mới. Việc mở cửa lại hoạt động du lịch sẽ được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát, hữu hiệu dịch COVID-19 từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, theo Cổng Thông tin của Chính phủ. Theo số liệu thống kê chính thức, khoảng 98% trong số 98 triệu dân Việt Nam đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân 2022 bắt đầu từ ngày 29 tháng 1, nhắm mục tiêu hoàn tất tiêm mũi tăng cường cho toàn dân vào cuối tháng 3 để đạt miễn dịch cộng đồng ở Việt Nam. Công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tiến hành hàng chục cuộc đình công mà truyền thông trong nước gọi là ngừng việc tập thể trong 6 tuần đầu năm nay để đòi quyền lợi, chủ yếu liên quan đến mức lương thưởng. Đây không phải là lần đầu tiên có nhiều cuộc đình công xảy ra vì trong những năm gần đây, việc công nhân nhảy việc hoặc ngừng việc để đòi tăng lương thường diễn ra vào dịp đầu năm. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được các báo trong nước cho biết rằng, từ đầu năm đến nay đã có 28 cuộc tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể trên cả nước. So sánh con số này trong cùng kỳ năm trước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết số lượng này giảm 7 cuộc. Tuy nhiên, phong trào đình công gia tăng trong thời gian gần đây khi liên tiếp có các cuộc ngừng việc tập thể kéo dài tại nhiều doanh nghiệp từ Bắc tới Nam. Nguyên nhân được các báo trích dẫn là do người lao động yêu cầu tăng lương cơ bản, tăng chế độ độc hại, bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ hỗ trợ cho người lao động mắc COVID-19, việc trả lương tháng thứ 13 chưa công bằng. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ có hơn 60% doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động dịp cuối năm vừa qua, với mức thưởng bình quân bằng một tháng lương, tương đương 6,17 triệu đồng một người. Theo đó, thưởng Tết, tức tháng lương thứ 13, đã giảm 2 năm liên tục do tác động của đại dịch, theo Zing News. Việt Nam hiện không có công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan được xem là đại diện cho công nhân trên toàn quốc, thuộc sự quản lý của đảng và chính phủ, do đó vẫn nằm trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Các nhà hoạt động nói họ muốn thấy vấn đề nhân quyền, một chủ đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, sẽ được chú trọng hơn trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ Mark Knapper, nhưng họ tỏ ra dè dặt về một triển vọng như vậy. Sau khi trình quốc thư và chính thức trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 11 tháng 2, ông Knapper đưa ra thông điệp đầu tiên gửi đến người dân Việt Nam, trong đó nhấn mạnh sự hợp tác song phương trên hàng loạt những lĩnh vực, nhưng không nói đến nhân quyền. Bà Grace Bui, một nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt từng có những liên lạc trao đổi với Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam về nhân quyền, nói, những phát biểu chính thức của Đại sứ quán về vấn đề này đều phải có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao. Những năm vừa qua, mình thấy là cái vấn đề mà nói về nhân quyền cho Việt Nam á, thì không có được lên tiếng nhiều. Lúc mà vấn đề đồng tâm với lại vấn đề mà khi mà Phạm Đoan Trang bị bắt thì mình mới gọi tòa đại sứ Mỹ và mình hỏi tại sao không chịu lên tiếng. Thì họ nói tất cả những cái gì họ lên tiếng đều phải từ Washington. Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức người bảo vệ nhân quyền ở bang Illinois của Mỹ, nói, tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng xấu đi và ngày càng có thêm nhiều tù nhân lương tâm. Dù vậy, ông nhận định nhân quyền hiện không nhận được nhiều sự quan tâm bằng vấn đề an ninh trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ ngày càng thắt chặt quan hệ. Họ rất là tê dại khi phát biểu về nhân quyền, tình hình nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là cái chính quyền của ông Biden. Tuy rằng ông ấy nói rằng là ông đặt vấn đề nhân quyền thành vấn đề trọng tâm trong chính sách ngoại giao, nhưng mà với nhà cầm quyền Việt Nam thì ông lại dường như đang tìm mối thắt chặt mối quan hệ với Cộng sản Việt Nam để đối phó với Trung Cộng ở Biển Đông. Do vậy mà Cộng sản Việt Nam đàn áp một cách rất là tự do, không có, chỉ gặp vài những cái phản ứng lý lẽ. Các nhà hoạt động nói họ mong có sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề nhân quyền Việt Nam.
We remain deeply concerned about Vietnam's human rights record. In particular, một số dân biểu Quốc hội Mỹ hồi tháng 1 đã gửi thư cho đại sứ Napper đề nghị ông nêu các trường hợp tù nhân lương tâm với các cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam và hối thúc Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho họ.